Hey, mọi cảm ơn mọi người đã nhìn chương trình Number Film TV. Lại là Hào ở đây. Và hiện tại Hào đang có mặt ở chi nhánh mới nhất, chi nhánh thứ 6 của Number Film ha, ở tại thành phố Cần Thơ. Và mọi người thấy trên đây Hào sẽ có một chai nước hoa gọi là ông hoàng nước hoa ai cũng biết đến ha, đó chính là Creed Aventus. Và lần này Hào cho nó em nó đấu với một mùi hương, nói chung là phiên bản clone nè, và rẻ hơn rất là nhiều luôn. Nhưng mà không có nghĩa là nó sẽ có ít vỏ hơn đâu nha, đó chính là Montblanc Explorer. Nên bây giờ hãy tới công chuyện xem thử em nào sẽ được lòng dân chúng hơn nào. Ok, đầu tiên nói về cái mùi hương của Creed Aventus thì Hào không cần phải giới thiệu nhiều nữa ha. Bởi vì mùi hương này mọi người cơ bản như đi đâu cũng thấy mà. Lên YouTube này hoặc lên Fragrantica ai cũng review và ai cũng nhắc tới nó. Nhưng mà tuy nhiên nói về những cái thành tựu thì mà cũng có những cái gọi là mặt downside một tí. Bởi vì là gần sau này á, những tầm khoảng là 1 đến 2 năm qua á, thì Creed Aventus những cái batch sau này nhận được rất là nhiều lời gọi là complain về cái độ nó là độ tỏa mùi nè. Cơ bản là bởi vì họ đã cho có phần nào đó là thay đổi cái batch á, cho nên là mùi hương nó sẽ thay đổi đi rất là nhiều. Nhưng mà mùi hương này, em này thì vẫn được gọi là đưa lên hàng top, nên là gọi là ông hoàng nước hoa. Nhưng mà Hảo quyết định đưa vào cái battle ngày hôm nay, đưa em Montblanc Explorer, là bởi vì họ thấy nó có lợi thế hơn về mặt giá cả. Thì dĩ nhiên nói về, đương nhiên nếu mà mình có tiền thì thôi phải mua cái này đi. Nhưng mà họ thấy nếu mà mọi người là một người sử dụng nước hoa thực tế như Hảo á, và không muốn bỏ ra tầm 6-7 triệu cho một chai nước hoa 100ml, Hảo thấy nó quá đắt đỏ, thì em Montblanc Explorer Hảo thấy rất là hợp lý. Nó hợp lý về giá cả nè, và mùi hương cũng đều rất là ok. Và có lẽ nói tới đây thì nhiều người cũng sẽ phân vân đó là ui, Montblanc Explorer mà làm sao mà bằng Club de Nuit Intense hoặc là phiên bản limited của Club de Nuit nhà Amorf được. Thì đúng, cũng có thể nhiều người cho như vậy, nhưng mà đối với Hào thì thấy em này nó sẽ toàn diện hơn nha. Bởi vì mùi hương của em này nó sẽ nhẹ nhàng hơn một tí nè, nó có một cái độ lơi, một cái độ thoáng airy hơn. Vì vậy mùi hương của em này sẽ rất là phù hợp cho cái giới văn phòng công sở. Và Hào đã từng gặp rất là nhiều người, kể cả bản thân Hào luôn, đó là sử dụng Club de Nuit đi làm và xịt tầm khoảng 3 shot thôi là mọi người đã nói là mùi này quá nồng, quá gắt, là bị khó chịu. Còn riêng đối với Montblanc Explorer, Hào không hề bị tí nào luôn. Mùi hương nó sẽ có cái độ lơi, độ airy, cho nên mọi người sẽ cảm giác dễ gần hơn, dễ tiếp cận hơn ha. Và mùi hương á thì cơ bản nó không khác gì mấy so với Creed Aventus. Nó chỉ bỏ đi cái nốt hương dứa thôi, còn lại thì nó sẽ là citrus nè, mùi vetiver và mùi gỗ. Cho nên nói về so sánh thì có thể nói độ giống nhau lên đến 75-80% lần. Cho nên nói về riêng ý kiến của Hào thì Hào sẽ lựa Montblanc Explorer thay vì Creed Aventus ha. Về mặt mùi hương nè, về mặt giá cả và packaging đó thì nói chung cả hai đều đẹp. Nói chung thì nó là 2 điểm hơn em này ha. Còn team của Number Film nghĩ như thế nào? Hãy cùng xem nào. Let's go. Hỏi ai đây? Rồi, đi vô đây luôn. Ủa gì vậy? Đây, đeo vô. Hỏi cái này cái. Rồi. Tính phí. Gì? Tính phí. Tính phí gì? Tính phí. Em đây. Giờ bây giờ có Creed Aventus thì mày biết đúng không? Ừ. Montblanc Explorer cũng có biết. Thì mùi hương này là clone của em này. Ừ. Đó. Thì bây giờ nếu mà chọn một trong hai thì mày sẽ thích mùi nào hơn cho người đàn ông của mình? Nếu như mà mình tính về cái phần không cần ngửi trước nha, là Thảo sẽ chọn Creed trước. Bởi vì sao? Sang xịn mịn. Nếu như mình có tiền thì mình quất luôn Creed Aventus đúng không? Chứ tại sao mình phải mua bản clone? Nhưng nếu như mà mình quy về kinh tế, mình không có thể nào mà hốt một lần em này. Tại vì nhiều khi mình vừa đủ tiền thôi thì cũng khó. Thì Thảo nghĩ là mình nên xét về Montblanc thì nó sẽ kinh tế hơn. Hồi trước nhà em có xài nước hoa không? Dạ em có. Em biết chai Creed Aventus này không? Dạ biết. Biết luôn hả? Nói chung là chắc xài qua cũng có nhiều. Biết gì thương hiệu thôi chứ em thì em chưa có trải nghiệm. À dạ, đẹp chào đang cho thử mùi. Thì hôm nay anh đang làm về một cái topic đó là mùi bản gốc, và là những cái mùi được cho là clone, nếu như là mùi nó giống giống với lại bản gốc á. Thì cái chai này là Montblanc Explorer, một chai gọi là mùi đúc, mùi rẻ hơn. Thì em thấy cảm nhận mùi hương hay như mùi hương này như thế nào? Thì cũng nó cũng tương tự nhau. Khá tương tự hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em cho là bao nhiêu phần trăm giống nhau? Nhưng mà nếu mà cảm nhận của em thì cái mùi này nó sẽ cảm giác nó đã hơn. Đã hơn, đúng rồi. Còn này thì kiếm bản tương tự thôi. Kiểu như là con này nó chất lượng nó đậm đặc hơn, nó nó đậm hơn ha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái con này giá thì đôi lúc có thể lên tới gọi là 6-7 triệu. Còn con này thì em có thể mua được với tầm khoảng 1 triệu mấy, 2 triệu. Thì chẳng hạn như đặt vị trí như em á, thì em sẽ mua cái con nào? À nếu như em thì mình để tiết kiệm hơn thì có thể là xài bản này. Vậy còn nếu mà chai này thì em có sẵn sàng bỏ tiền mua? À, nếu kinh tế mà mình có thể mua được thì cũng rất là ok. Còn như để tiết kiệm như nhân viên bán hàng như em thì cái này thì lựa chọn sẽ ok hơn. Hello Hòa, thì ở đây là Hòa, cái nhân vật mà các bạn mọi người nếu mà có follow TikTok của này bộ phim á thì người đã từng làm mưa làm gió, bởi vì là chọt một phát rớt cái chai gì ta, cái chai mẫu của Gơ đúng không? Đó. À,
Trời có một phát là bạn lên quá trời lên, ai cũng hỏi và ai cũng kiểu là bày tỏ lòng mong mỏi là họ không bị sao hết. Và bây giờ anh cần em cho anh cảm nhận về hai mùa hương này, mông lung Explorer với lại Creed Aventus. Em làm lâu chắc em biết hai mùa này đúng không? Thì Creed Aventus thì em cảm nhận là thấy tông mùi nó khá tự nhiên, khi lên da thì tông mùi dưới khói nó lên tự nhiên và kiểu rất là tông mùi nam tính. Còn mông lung Explorer thì bản cologne của Creed thì tông mùi nó gần hao hao, nhưng mà em thấy cái tông mùi da thuộc là nam tính hơn so với cái bản Creed. Nó sẽ kiểu Creed thì nó mềm mại hơn, nó tự nhiên hơn, còn hai thì rất là nam tính. Nhưng mà rõ ràng là em thấy nó cũng là clone đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà vậy em nói là cái độ giống nhau thì tầm khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì em thấy chắc khoảng 60%. Cái tông hương của Rick thì nó tự nhiên. Tự nhiên. Nói chung thì sao ta đi tiền nhiều hơn mà thì chắc chắn nó phải tự nhiên, nó sẽ xịn hơn. Nói về vòng mùi hương thì anh nghĩ chắc là em lựa Creed Aventus thôi. Chắc là lựa Aventus. Nhưng mà nếu mà em mua thì em lựa cái nào? Mong lắm là tại vì giá thành nó ok hơn. Mình đi làm nói chung cũng còn nhiều thứ mà đúng không? Nói chung mua Creed thì cũng hơi đắt thiệt. Nhờ nhắc tới cái vụ clone của Creed Aventus ấy, thì giữa em này với lại Club để nuôi thì em thích con nào hơn? Thì em thấy Mong Lang Explorer em thích hơn, tại vì Club để nuôi thì tông mùi nó khá là giống nhưng mà nó bị đậm chất hóa học hơn, mà nó kiểu nó hồng hơn. Đúng rồi. Hồi trước tới giờ ai, đặc biệt là nói chung là đa số ai dùng Club để nuôi ấy, thì ban đầu cũng nói là bị hóa học. Nói cái sao ta, người ta hay nói là cái mùi lúc đầu giống mình nước rửa chén á, cái mùi chanh chanh đó. Nhưng mà bên khách hàng của Nam Bộ Phim thì chuộng cái nào hơn? Explorer Tại vì em thấy là Club hơn, tại vì Club thì giá thành nó rẻ, mà kiểu tông mùi nó cũng mưa chen, nhưng mà kiểu cái hàng sâu á, nó dịu đi cũng khá là hay, nó cũng gần hàng chút thôi. Anh thấy có vẻ là người Việt Nam nó rất là chuộng gọi là bán tỏ trâu bò, tỏ dạ mạnh nè, như là lưu mùi lâu. Và kiểu anh càng xài nhiều á thì sau này anh lại không cần nhíp thiết là phải kiểu tỏ mạnh quá, chỉ cần lượng nó thoang thoảng thì lại thấy thơm hơn, cuối cùng sau này anh lại thích chai này hơn. Thank you em. Hello em trai. Hello anh trai. Mày có xài Club để nuôi đúng không? Không, em không xài Club để nuôi. Ủa, tao nhớ mình có mà. Em không có. Đó, thì bây giờ tao giới thiệu cho mày Creed Aventus. Đó là một cái mùi gọi là bản gốc, bảo đó như là cái bản original luôn. Và là một cái bản này thì em sẽ thích mùi nào hơn? Cơ bản thì em này sẽ là clone, giá rẻ hơn nè. Đó, thì em coi thử là cái điểm gì khác nhau với lại em thích mùi nào hơn. Ok. Mát. Mát. Nó hơi chua nhỉ. Hơi chua nhẹ nhẹ. Chua bởi vì nó có citrus với lại mùi dứa nữa. Dạ sao? Mùi cũng tương tự như Creed Aventus luôn. Giống y chang luôn. Nhưng mà em cảm giác là cái mùi này nó nhẹ hơn. Cái độ chua nó không bằng cái chai Creed Aventus. Cho nên là so về chấm điểm á thì em sẽ chấm chai này là 9 điểm. Còn chai này thì em sẽ chấm là 7 điểm. 7 điểm cách nhau tới 2 điểm luôn. Dạ. Vậy thì còn nếu mà em thấy mùi hai mùi này giống nhau nhưng mà dùng cái mục đích dùng á thì nó có giống nhau không? Giống như là mình đi dùng đi đâu hoặc là để sử dụng vào mùa nào á? Theo em thì cái mùi này nó không có quá nồng cho nên là mình có thể xài được everywhere luôn. Everywhere là mọi nơi luôn. Dạ. Văn phòng, đi chơi, ba bay lúc không có bay nha mày. Có hay bay lắc lên tao gọi cảnh sát tao báo mày. Nói chung là cái mùa này thì xài được buổi sáng nè, mùa đông nè, buổi trưa vẫn xài được luôn, tại vì nó khá là mát. Vậy nếu mà mua một trong hai chai thì em sẽ mua chai nào? Mua nha. So về giá thì em thật sự luôn rất muốn mua chai Creed Aventus. Nhưng mà cái thì nó không có cho phép. Thí dụ như nếu như mà có một chị đại gia nào đó đầu tư cho em 50% thì em sẽ mua chai này. Đã đầu tư thì đầu tư 100% luôn đi, mày đặt đầu tư 50 mày mua. Đầu tư thì đòi đầu tư cho 50. Nhưng mà nếu em tự mua thì em sẽ mua chai này. Hợp lý hơn đúng không? Dạ. Đúng rồi. Nhưng mà vẫn muốn mua chai đấy cho mình tính nha. Thì đúng là mùi hương nó có nhỉnh hơn. Đó, như mọi người nãy giờ cũng thấy rồi ha, thì đa số ai cũng sẽ đồng ý với cái quan điểm của Hào đó, chính là nếu mà nói về phòng mùi hương á thì em này Creed Aventus chắc chắn sẽ đánh bại những đối thủ khác rồi, bởi vì nó vẫn là mùi original, lên mùi nó vẫn là best nhất, đậm đà nhất nè. Nhưng mà tuy nhiên khi mà chúng ta nói về thực tế á thì thủ nè, mà bây giờ sắp tới 2023 còn nghe nói có suy thoái kinh tế nữa mà còn đi mua cái chai nước hoa 6-7 triệu nữa, thì nói chung tùy gia cảnh mọi người thôi, nhưng mà đối với gia cảnh của Hào và những người đi làm rất là cực khổ thì thấy rất là phí. Mặc dù Hào là một con nghiện nước hoa rất là đam mê nhưng mà còn phải nghĩ cho những điều khác nữa, thì món luôn Explorer thì lẫn là một cái sự lựa chọn ok và hoàn hảo hơn. Cho nên xét vào 3-1 ha, thì nó vào phòng mùi hương Creed Aventus thắng nè, nó về giá cả Montblanc Explorer thắng chắc luôn, và cuối cùng nó về độ bám tỏ thì hai em này ngang bằng nhau, bởi vì mùi hương của em này cũng đỡ mức trung bình thôi, nếu như mà tỏ cầm một cánh tay và tỏ mùi khá là airy, khá là thoang thoảng. Còn đối với em này thì những batch càng về sau hệ thấy tỏ mùi chỉ được tầm khoảng rất là mạnh, tầm khoảng đâu là nửa tiếng cho tới một tiếng đầu, và những tiếng sau thì nó cũng giống như Montblanc Explorer thôi. Vậy thì thôi, bỏ tiền mua gì cho phí ha, tôi mua em này cho chắc vậy rồi. Ok, và mọi người hãy đừng quên like và subscribe đến kênh giải trí Nam Bộ Phim TV để được đón xem những video lần sau. Và các bạn muốn Hào cho những cái cặp đôi nào, nước hoa nào nữa và battle với nhau thì hãy comment cho Hào biết nha. Nếu mà ai quan tâm đến hai sản phẩm này thì mọi người hãy biết Hào để đường link ở đâu rồi nha, bên dưới phần description. Và đây là Hào Gaga, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.